Cường xin chào anh em ha Hôm nay Cường có làm một cái lô phôi này Cường muốn quay giao lưu với anh em ha Thì anh em xem tham khảo nha Tại cũng có một số anh em hỏi Cường là có bán phôi siêu mini hay không Thì hôm nay là Cường có 3 cây Cường quay cho anh em xem thử ha Này là cây số 1 là cây kim giòn anh em nha Mã số 1 ha Cây này rất là lùng Đây anh em so sánh cái quẹt chiều cao của nó ha Thì cây này dự kiến thành phẩm là dưới 10 cm anh em nha đó, đã có chi định hình sẵn là chi một chi phong và chi hai rồi đó và mình đang nuôi thả cái ngọn nữa mới mình rút lại là mình làm ha rồi cái này là dòng kim giòn anh em nha cây rất là già ha đế khá bốn mặt đều có cộng đế nha đế này không phải là đế ship anh em nha mà là cây đế khá thôi có nghĩa là bốn mặt nó đều có đế đó rồi cùng quay một vòng anh em xem ha rồi cái này là cây số 1 anh em nha rồi Cường sẽ lên cây số 2 Cây số 2 cũng là cây kim giòn ha anh em. Cây này thì lùng hơn cây nãy nha. Và cây này thì thẹo nó đã gần bích hết rồi. Cái thẹo chuyển nhịp nè, anh em xem nè. Nó còn một chút xíu thôi. Đó. Rồi cây này thì cũng đã có 3 chi định hình sẵn rồi anh em ha. Cây này thì nó đã có khung sẵn rồi anh em nuôi rất là lẻ cây nha. Rồi anh em so sánh với cái hộp quạt dùm cường ha. Thì cây này dự kiến thành phẩm sẽ là 8 cm anh em nha. Cây này rất là lùng đó và cái cốt của nó là cốt phôi của nó là bự hơn ngón cái của cường á đây tay cường tay to anh em nha rồi này là cây số 2 ha cái này cũng là cây kim giòn anh em nha mai chiếu thủy kim giòn dòng số 2 ha đế cũng rất là khá nha anh em rồi cường sẽ quay cây số 3 cho anh em xem ha đây cái này là cây số 3 cái này là cây lá trung anh em nha đây anh em so sánh cái quẹt ha Thì cái này cũng rất là già rồi Lô ba cây này rất già anh em nha Đây Cường làm gần xong chi số 1 rồi nè rồi, Cường đang thả chi 2 Và đang thả chi phong ha Rồi và sắp tới là mình sẽ hạ chuyển ngọn nha Thì cái lô ba cây này anh em về rất là lẹ cây ha Siêu mini thì quan trọng nhất là cái thẹo thì hầu như nó đã nuôi nó bích hết rồi Cây số 1 với cây số 2 à, Cây số 2 với cây số 3 là gần như bích thẹo hết rồi anh em ha còn dưới cây số 1 là còn thẹo thôi Thì đó anh em về thả là rất là lẹ ha Rồi cái cây số 3 này là mai chiếu thị lá trung anh em nha Và cái này dự kiến thành phẩm là cũng dưới 8 cm ha Đó Và anh em lưu ý là phôi để làm siêu mini Thì hầu như bây giờ kiếm rất là khó anh em nha Và tay ít anh em nhà vườn nào làm lắm Cường thì cũng phải bỏ những cái cây cao, những cây lớn để mình hạ xuống để mình làm cây phôi để mình làm siêu mini ha thì anh em hỏi thì ngày hôm nay là cường có quay ba cái phôi này cũng rất là già cây và cũng có sông khung sông rộng rồi này giờ anh em nuôi tiếp thôi đó thì lô này là một cây là cường sẽ ra là 800 anh em ha một cây 800 anh em nha anh em nào uh, mua ba cây thì cứ liên hệ với cường thì chắc chắn là sẽ có giá ưu đãi cho anh em mua hết lô ba cây ha cường nhắc lại là ba cây đều đồng giá với nhau là 800 một cây anh em nha rồi anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường Đó là 0374 113366 Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366 Với lô cây là ba cây phôi siêu mini Với giá là 800k một cây anh em ha Rồi Cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều